Tôi không các bạn, tới với ngày thứ tư, ngày cuối cùng. Bây giờ Cường đang đi ăn sáng, vẫn là cái bánh mì xíu mại quen thuộc các bạn. Mà hôm nay Cường tìm một chỗ đậu xe nó gần hơn được xíu, đậu trên đường Hoàng Diệu luôn. Nhưng mà đậu trước đằng kia kìa, đi bộ khoảng tầm 50 mét này. Bây giờ mình sẽ đi ăn bánh mì xíu mại Bé Linh. Món bánh mì xíu mại Cường ăn không bao giờ chán luôn các bạn. Bây giờ thì mới khoảng tầm 7 giờ thôi, hơn 7 giờ xíu. Hơn 7 giờ xíu. Ăn xong, uống cà phê xong là sẽ phi về Sài Gòn. Có ai thích bánh mì xíu mại giống Cường không các bạn? Lần nào đi Đà Lạt cũng ăn. Ranger quay chắc. EcoSport chinh phục mọi nẻo đường. Trời, cái chiếc Maybach này nó dài ghê các bạn, dài 6m2. Maybach 62S này, 6m2. Xe của mình 4m1. Tức là nó dài hơn 2,1m. Ôi giời ơi, nó dài thế nhỉ. 2,1m. Chờ gần mặt ông. Cường đang ngồi ở cà phê tím. Cà phê tím mộng mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm qua ngồi ở Thủy Tạ, nay ngồi ở Cà Phê Tím. Đang đợi người ta dọn dẹp. Đông ghê. À, là hai quán cà phê bờ hồ là ngồi hết rồi đó. Em ơi, phòng bánh mì trước. Em ơi, cái gì bánh mì cho phòng bánh mì trước vậy? Mời các bạn thưởng thức một ly trà gừng mật ong. Có một con kiến nó rớt vô. Uống cái trà gừng này nó ấm người ghê. Mình đang ở trạm dừng chân Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc các bạn. Bây giờ chỗ đậu xe người ta mở rộng quá trời luôn. Quá trời luôn. Chứ không phải là đậu ở trước Tâm Châu như hồi trước nữa. Mà bây giờ mình đi xuống cái chỗ này nè. Đó, xong rồi về mình đi bộ lên. Đó. Giờ vô đây ăn trưa, bây giờ cũng 12 giờ trưa rồi, hơn 12 giờ rồi. Lên ăn trưa, nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Hồi trước là đậu ở trên này nè các bạn. Nhưng mà bây giờ người ta đông mà. Đông không có chỗ đậu, người ta lùa xuống như kia. Đường này chạy về cũng tương đối là đông các bạn, không có chạy nhanh được. Cứ bò bò 50-60. Đường người ta đổ về Đà Lạt, Sài Gòn nhiều. Sau 30 phút chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã có đồ ăn rồi các bạn. Cơm niêu, canh chua cà hú, salad trộn dầu giấm trứng, rau gì không biết nữa, tôm rim, trứng chiên. Rồi. Bây giờ mình sẽ dứt. Đói quá rồi. Hả? Thôi vậy được rồi. Nó nổi mụn á. Xuống ngày nó một cái đòi đẹp. Rất chặt quả và bên kia. U có con chảy nè. Ồ, cái nào nó chảy đi. Của con không có nè. Cái rồi. Có nè. Của con có rồi. Nó có nào chảy đó. Có nè. Sốt cái này sáng nè con. Wow.
Cơm niêu ở đây có cơm chảy luôn nè các bạn. Mình thích ăn cơm niêu mà nó xém xém vậy nè. Không bằng Như Ngọc rồi. Đúng là ăn mầm đá luôn. Mới lướt Facebook thấy một chiếc xe VinFast đang bị tai nạn tại đèo Bảo Lộc. VinFast à? Ờ, toàn được thường thôi. Cho nên là uống cà phê, uống một ly sinh tố, đợi cho nó hết kẹt rồi đi về. Hôm sáng đường về đông các bạn, đông. Chạy từ Đà Lạt về đây 9:30 mà 12:30 mới tới đây là 3 tiếng các bạn. 3 tiếng tới đây là 110 km, 3 tiếng đi 110 cây. Trời ơi, miền Tây kẹt xe 80 cây số liên tục. Ôi. Ý như lên mình đi con thử cô. Lên mình đi con thử ngoài đó. Hàng được con chữa bích lại nha. Lên được con thử đúng không? Cho nên con mình mã lại à. Bà mới chú đào. Hàng triệu người từ các tỉnh miền Tây đổ lên thành phố. Mà nó dở cái nguyên miền Tây mấy chục tỉnh vậy mà có đường lên Sài Gòn một à. Mẹ không kẹt cũng ổn nữa. Không, bây giờ nó khánh thành một cái đoàn từ Mỹ Thuận mà đến đâu Tiền Giang đó cho nó thêm cái đoàn đường cao tốc nào rồi. Có nhà nó mới khánh thành hôm mai. Thì về nó cũng bóp vô thôi. Ờ, nhưng mà về lên đây này thì nó còn bóp vô. Thì cũng vậy, làm cho càng kẹt hôm thêm. Hôm 3 đêm mới tới về nó khai trơn đúng ngay hôm đó. Vậy nó lại càng kẹt thêm. Càng kẹt thêm mấy khúc kia. Còn không có cái đường đó, nó cứ đi từ từ, còn này nó dồn lại. Mình về tới nhà rồi các bạn ơi. Thực sự là quá là đuối luôn á. Các bạn biết không, Cường đi từ xuất phát rồi khỏi thành phố Đà Lạt 9:30 mà đến bây giờ gần 10 giờ. Tại đồng hồ Cường chạy nhanh 15 phút nha. 9:51 nè, Cường mới về tới nhà. Các bạn biết là nó đường đông, nó không phải kẹt mà là nó đông á các bạn, nó nhích 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 hết. Chứ kẹt cứng thì là chưa đến cái mức đó, nhưng mà nó sẽ rất là đông.
rồi trên đường đi thì mình có ăn ngủ nghỉ cà phê nữa. Thì Cường sẽ tổng kết lại cái hành trình cho các bạn là cái chip 1 của Cường là cái chip mà từ xuất phát từ ở dưới nhà ba của Cường là Biên Hòa Đồng Nai, thì đi cho đến về cái chung cư của Cường ở trên Sài Gòn là 1027 km nha. Cường đi Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt rồi quay về Sài Gòn là 1027 km. Cái thời gian và cái nổ máy á, nổ máy là 32 tiếng, thì nó cũng tương ứng với lại cái thời gian mình ngồi trên xe, 32 tiếng. Rồi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 6,4 lít/100 km, vận tốc trung bình là 32 km/h, còn 190 km nữa mới hết nhiên liệu. Xăng thì cái lúc đi thì Cường đổ trước đó một ngày, rồi lên trên Đà Lạt đổ thêm 1.125.000 nữa. Thì cái tiền xăng á, thì mình có thể đơn giản mình lấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình nhân với lại số km mình đi được, thì Cường tính toán đâu đó khoảng tầm 1.700.000 tiền xăng thôi, cũng rất là hợp lý đó. Thì về cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình á, Cường phải nói rất rõ là như thế này. Nếu mà các bạn chạy đường trường 100%, tức là như cái chặng từ Sài Gòn ra tới Nha Trang gần như là 100% đường trường không kẹt xe, vận tốc duy trì nội thành 60, ngoại thành 80 đến 90, nó không có đường cao tốc các bạn, nhưng mà vận tốc nó cứ đều đặn khoảng 60 nội thành cho đến 80-90 là ngoại thành, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà Cường đến ở Nha Trang là 4,9 lít/100 km. Tuy nhiên thì leo lên tới Nha Trang, leo cái đèo Khánh Lê, nó kẹt xe là cái thứ nhất, cái thứ hai trời mưa, cái thứ ba là sương mù, chạy chậm lắm, bỏ có 10-20 thì lên tới Đà Lạt là nó lên 5,8 các bạn. Nếu mà xem giờ theo dõi các ngày 1, ngày 2, ngày 3 là các bạn sẽ thấy ngay thôi, 5,8 lít/100 cây leo lên tới Đà Lạt. Rồi lên Đà Lạt lại kẹt xe ban sát luôn các bạn. Rồi cái mức tiêu thụ nó lại tiếp tục nó tăng, rồi là chặng về cũng kẹt tiếp, không phải kẹt mà là nó đông, nó không có chạy được thoải mái, mà nó cứ có những cái đoạn đó mà bò 20-30 liên tục khoảng mấy chục km đó các bạn, đó là các bạn biết đường đông cỡ nào. Thì mức tiêu thụ 6,4 lít là mức tiêu thụ hỗn hợp. Thì với cái mức tiêu thụ này mình phải chia ra nha, chứ nếu mà các bạn gộp chung hỗn hợp á thì nó là 6,4, nhưng mà có những cái đoạn nó theo từng cái phân khúc như vậy thì các bạn có thể dễ theo dõi. Còn về cái kẹm nhận của chiếc xe Ford EcoSport này khi phun tải 5 người mình đi du lịch, mình chở gia đình thì như thế nào, thì chắc xin phép các bạn ngày mai cần nói. Chứ bây giờ cái đầu óc của mình á, mình chạy mà đường nó như vậy mình cảm thấy hơi mệt đấy các bạn. Cho nên là nhiều khi mình nói nó không có được đủ ý cho lắm, cho nên thôi Cường sẽ ngủ một giấc, ngày mai Cường lại nói tiếp ha. Ok, sorry các bạn. Và sau một buổi tối mình ngủ để mình phục hồi năng lượng, sáng hôm sau mình đi làm lại. Để bây giờ Cường xin phép đánh giá cho các bạn, chia sẻ cho các bạn về những cái trải nghiệm mà trong cái chuyến Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt vừa rồi. Cường đi cùng với gia đình, đi cùng với chiếc xe Ford EcoSport, thì có những cái gì Cường sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì đầu tiên nói về những cái cảm nhận của Cường về hai cái nơi là Nha Trang và Đà Lạt đi ha. Tại sao nhiều người đi Đà Lạt rồi, người ta cho dù người ta đi rất nhiều chỗ rồi, rất nhiều, gần như là đi hết cái Đà Lạt rồi, nhưng mà người ta vẫn thích quay lại các bạn. Người ta vẫn thích quay lại, giống như Cường cũng vậy. Cho dù đi Đà Lạt rất nhiều lần rồi, thậm chí giờ đi Đà Lạt chỉ có đi ăn uống cà phê nghỉ ngơi thôi, Cường vẫn thích các bạn, không bao giờ chán luôn. Có thể là đi một tháng đi một lần mà vẫn không cảm thấy chán, nhưng mà không có thời gian để mà đi nhiều như vậy. Do là thứ nhất á, là con người ở Đà Lạt các bạn, người ta thân thiện hơn rất là nhiều. Trước giờ Cường chủ yếu
không, chính xác như vậy luôn các bạn, tầm 4-5 năm trở lại đây á hả, hình như là Cường không có đi đâu các bạn ơi, Cường không có đi đâu ngoài Đà Lạt luôn á. Nha Trang đợt này là cái sau rất một thời gian rất lâu rồi ngoài Đà Lạt ra Cường đi Nha Trang á, thì cảm thấy là con người ở Đà Lạt người ta rất là thân thiện, rất là cảm giác như là mình đi đến mình được đón chào, mình được tiếp đón rất là chu đáo các bạn, rất là friendly luôn. Còn Nha Trang do là mình tiếp xúc nhiều với Đà Lạt rồi, nói xong tự nhiên mình qua Nha Trang mình thấy con người ở Nha Trang, những cái chỗ mình đến mình ăn uống rồi là quán xá mọi thứ á, con người ở Nha Trang cảm giác là nó không có được thân thiện đó các bạn, hay là do mình quá quen với lại cái sự thân thiện của Đà Lạt rồi, mình qua Nha Trang mình cảm thấy một cái sự khập khiễng rất là nhiều. Ở Nha Trang Cường đi ăn quán cơm niêu nè, rồi đi ăn quán bún bò nè, cả hai quán luôn, cái cách của con người người ta kiểu như là không phải là để làm dịch vụ hay sao ạ, nó là sao sao các bạn, đi cảm giác nó rất là không thoải mái đó. Các bạn có ai cảm thấy giống như Cường hay không thì comment cho Cường cùng biết nha. Nó là về con người ở Nha Trang thua Đà Lạt nhiều các bạn, con người ở Đà Lạt rất thân thiện, và ở Nha Trang thì do là mình quá quen thuộc với lại cái sự thân thiện của Đà Lạt rồi, qua Nha Trang mình cảm thấy nó khập khiễng, hay là đúng là do con người ở Nha Trang không thân thiện các bạn. Mà cũng có thể là do Cường xui Cường gặp hai cái quán đó thôi, còn những cái chỗ khác thì nó khác. Như ví dụ như cái khách sạn Cường ở 4 sao thì nó là ok rồi, bởi vì với một cái khách sạn từ 3 sao thôi, 3 sao, 4 sao, 5 sao thôi là cái đào tạo cũng như là mọi thứ nó chuẩn đó, cho nên là ở cái chỗ khách sạn thì ok, người ta rất là tận tình, người ta phục vụ mình. Còn có thể là do Cường xui Cường gặp hai cái quán nó không có được hay cho lắm. Rồi với lại cái gì nữa ta, đó là về con người ha. Rồi cái thứ hai nữa là thời tiết, thiên nhiên. Thì ở Nha Trang đúng là biển rất đẹp, biển rất đẹp, nhưng mà cái không khí nó lại nóng, nó giống như Sài Gòn mình vậy các bạn, nó mát hơn được xíu thôi, giống như ở Sài Gòn mình vậy nè, mà Đà Lạt thì lại lạnh, lạnh các bạn. Cho nên là đi Đà Lạt cảm giác nó khác biệt, cho nên là có thể đó cũng là một cái lý do làm cho mình cảm thấy thích đi Đà Lạt, không khí lạnh, thoải mái. Hoặc là cái chỗ ăn uống cà phê cũng hợp với cái khẩu vị của mình các bạn. Cái đồ ăn, đồ uống ở Đà Lạt nó làm cảm giác như là những cái món ăn nó làm cho mình cảm thấy rất là hợp khẩu vị. Còn ở Nha Trang thì hình như là những cái món miền Trung Cường cảm thấy là nó hơi lạt đó các bạn, nó hơi lạt. Rồi còn cái gì nữa ta, đó là những cái cảm nhận cơ bản của Cường về cái sự khác biệt giữa Nha Trang và Đà Lạt khi mà mình đi như vậy. Rồi chắc gì có vậy thôi. Còn về chiếc xe Ford EcoSport á, thì Cường đánh giá cho các bạn, tại vì đi cái đợt này á là Cường đi đủ loại địa hình luôn á, đi full tải 5 người, đi đường băng bằng có, là cái chặng từ Sài Gòn ra Nha Trang, là đi đường đèo rất nhiều luôn, đèo Khánh Lê nè, đèo Tà Nung nè, đèo Bảo Lộc nè, đèo Brand nè, nói chung là cũng cả 100 km đường đèo á, cứ tổng đi về cả 100 km đường đèo. Còn đường trường thì quá là nhiều, là cả 800-900 km đường trường. Thì với Ford EcoSport này Cường sẽ đánh giá ở từng cái phương diện một đi. Nếu mà các bạn mua chiếc xe này để các bạn phục vụ cái nhu cầu đi lại chủ yếu trong thành phố thì nó quá là tuyệt vời rồi, bởi vì nó là chiếc xe sinh ra là đi trong phố, nó rất là nhỏ gọn, mọi thứ nó gần như là làm để đi ra đi trong phố. Tuy chỉ có cái phần hệ thống treo, nếu mà các bạn đi một mình thì cảm giác là nó hơi tưng thôi, nó hơi tạm gọi là hơi cứng đó các bạn. Rồi đó là cái đi trong phố. Còn nếu mà ra đường trường chở đồ tải full 5 người
mà lâu lâu đi chơi với gia đình, giống như là cái chuyến đi tour vừa rồi của Cường, thì nó vẫn đáp ứng cho mình rất tốt các bạn, rất tốt luôn, không có vấn đề gì mà quá khó khăn để mà mình đi đi chơi xa hết các bạn, gần như là không có. Cái khoang hàng ghế thứ hai ở đằng sau á, tuy là nó sẽ chật hơn, tất nhiên là nó sẽ chật hơn những cái phân khúc hạng C, nhưng mà vẫn đủ để đáp ứng cho mình một cái tour như tour vừa rồi là 1.000 km cần đi, mà mọi người vẫn cảm thấy là ok, cũng không có gì là quá là mệt mỏi. Do là cái hệ thống treo ở đằng sau, may mà con này hệ thống treo ở đằng sau, khi mà mình đi full tải thì nó cho mình một cái cảm giác vừa đủ chắc nhưng mà cũng cảm thấy thoải mái các bạn, cho nên là không hề cảm thấy mệt. Chứ ở cái hệ thống treo đằng sau mà nó cứng nữa thì thôi rồi đó, tại vì người ngồi đằng sau là ngồi ngay trên cái hệ thống treo luôn, nó sẽ dội thẳng trực tiếp lên. May mà cái hệ thống treo nó làm việc tương đối là tốt, tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái. Rồi về cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì Cường cảm thấy là với con Ford EcoSport này, các bạn đừng quan tâm đến hệ thống tiết kiệm nhiên liệu của nó luôn, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó luôn, bởi vì nó rất là ok rồi. Đi đường trường 4,9 lít hỗn hợp là 6, mấy đó, tối hôm qua gần quay cho các bạn đó. Đó, tổng 1.000 km là hết có 6, mấy lít hay là nhiêu đó, Cường quên rồi. Hôm qua thực sự là về đến nhà, tại vì nó kẹt xe cho nên là mệt, cho nên là muốn về là nghỉ liền chứ không có nói liền lúc đó. Đó là về mức tiêu thụ nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu các bạn đừng quan tâm, các bạn cứ chạy thoải mái luôn, nó rất là tiết kiệm các bạn. Chạy thoải mái luôn, cho tẹt ga luôn, 7 lít 100 cây không tới các bạn. 7 lít 100 cây thì các bạn đi đường nó rất khó khăn nó mới vậy, còn nếu các bạn cứ đi đường trường thoải mái thì 6 mấy lít đủ tải 5 người. Còn về độ ồn nè, rất tốt nha, độ ồn con này, cái độ cắt âm của con này phải nói là đi đường xa rất là ok luôn, cắt âm tốt, khung gầm chắc chắn, hệ thống lái hay, động cơ thì nó đủ để nó đáp ứng cho mình một cái sự thoải mái, không quá yếu nhưng mà cũng không quá mạnh đâu các bạn, nói chung là đủ cho các bạn làm, cho các bạn cảm thấy là tự tin và thoải mái, chạy một cách rất là bình thường. Rồi còn cái gì nữa không ta? Cái khoang hành lý ở phía sau thì nếu mà nhét á, cố mà nhét thì cũng nhét được khá khá nhiều các bạn, chứ nó cũng không có nhỏ đâu nha. Nếu mà các bạn dùng nhiều các bạn sẽ thấy là, nếu mà các bạn đi các bạn đừng có mang mấy cái vali, cái vali nó cứng các bạn nhét không có được. Còn ví dụ như các bạn mang mấy cái túi du lịch bằng vải á, cái túi ngang sách bằng vải bằng ngang á, mỗi người một túi cho thoải mái luôn, là các bạn đi 5 người 5 túi rồi những cái vật dụng lên tinh, rồi các bạn mua đồ đi Đà Lạt, Nha Trang mua đồ thoải mái vậy nhét vẫn được. Cường đi cường mua chuối, mua khoai, mua rau, mua củ, mua đồ sấy các thứ nhiều lắm, nhét vẫn thoải mái không vấn đề gì. Đó thì đó là về những cái đánh giá chia sẻ cho các bạn. À còn về hệ thống đèn, tại vì đi chơi xa thì kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp những cái tình huống mà nó vào lúc buổi tối, thì đèn của con này á, thì cần đánh giá là ở cái mức là vừa phải thôi, nó không quá sáng cũng không có quá tối để làm cho mình phải nhau mày. Nói chung là đèn con này thì ok đó, vậy là quá ok rồi, như cường mắt cường còn tốt cho nên là quá ok rồi. Còn cái gì nữa ta? Hết rồi. À con này với lại cái được cái gầm cao nha, gầm cao cho nên là đi Đà Lạt có những cái chỗ mà đường địa hình nó hơi khó khăn á, đi thoải mái lắm các bạn, không có sợ gì hết á, không có sợ bị cạ gầm gì hết á, cũng là một cái ưu điểm. Rồi như vậy là ok, Cường đã chia sẻ cho các bạn toàn bộ những cái cảm nhận của Cường khi mà Cường đi một cái tour đầu năm như vậy với chiếc xe Ford EcoSport, cũng như là với những cái cảm nhận của Cường ở hai cái địa điểm du lịch đó là Nha Trang và Đà Lạt, để cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm khi mình đi, hoặc là khi các bạn quan tâm cái dòng xe Ford EcoSport này các bạn sẽ biết được nó như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường, và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường.
để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cũng như là đời sống mọi thứ. Có cái gì hay thì Cường đều làm cho các bạn. Và Cường là một người rất là đam mê về xe, cho nên là gần như là tất cả các vlog của Cường đều có thể là dính dáng đến xe các bạn. Không ít thì nhiều nó cũng dính dáng đến xe. Cho nên là các bạn mà có cái sở thích giống như Cường thì các bạn cũng có thể là mà các bạn đăng ký kênh của Cường để lâu lâu xem cho vui. Hay là lâu lâu xem, mang hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những cái gì đó nó hữu ích một xíu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok, bây giờ hết Tết rồi, mình phải quay trở lại với công việc để mình kiếm tiền, rồi mình lại đi, rồi lại chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.